nhằm cứu trợ nền kinh tế, nhiều quốc gia châu Âu quyết định rút ngắn thời gian cách ly hoặc cho phép người lao động có công việc quan trọng đi làm trở lại dù đang nhiễm COVID-19. Một số quốc gia châu Âu đang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch và cho phép những người lao động có công việc quan trọng như bác sĩ và giáo viên được đi làm dù có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo hãng tin Reuters, động thái này là để giúp các nước duy trì hoạt động kinh tế và dịch vụ của mình khi số ca nhiễm vẫn tăng cao. Việc Omicron xuất hiện ở châu Âu và nhanh chóng trở thành biến thể thống trị đã làm gia tăng áp lực cho các nước khi buộc hàng trăm nghìn người phải cách ly, bao gồm cả nhân viên y tế, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và giáo viên. Tuy nhiên, với những dữ liệu cho thấy Omicron ít có khả năng truyền bệnh nặng, đặc biệt khi nhiều hoặc hầu hết mọi người đều đã được tiêm chủng, chính phủ các nước châu Âu đang xem xét giảm thời gian cách ly và tập trung vào việc cứu trợ nền kinh tế bị suy yếu của họ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, số giờ làm việc bị mất đi vì đại dịch trên toàn thế giới vào năm 2020 tương đương với 258 triệu việc làm bị mất đi, trong khi vào năm 2021, con số này vẫn ở ngưỡng cao khoảng 125 việc làm. Các quan chức đang lập danh sách những người lao động quan trọng được phép tiếp tục làm việc dù có kết quả dương tính, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên xã hội và giáo dục cùng với tài xế và những người làm trong dịch vụ thiết yếu khác cho bệnh viện. Trong khi đó, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bỉ cũng đều đã cắt giảm thời gian cách ly và nới lỏng một số điều kiện để nhân viên bị nhiễm Covid-19 có thể sớm trở lại làm việc. Pháp và Thụy Sĩ đều đã cắt giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính. Ở Anh cũng có mức giảm tương tự và nếu người bị nhiễm có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong 2 ngày liên tiếp, họ sẽ được phép đi làm trở lại. Tại Tây Ban Nha, nơi có tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong 14 ngày qua đạt kỷ lục mới với 2.723 ca mắc trên 100.000 người vào hôm ngày 7 tháng 1, cao hơn 10 lần so với đầu tháng 12. Vấn đề thiếu nhân lực đang gây sức ép trên tất cả các ngành nghề. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 12, chính quyền Tây Ban Nha cũng đã thông qua quy định cho phép người lao động trở lại làm việc mà không cần xét nghiệm. Bộ Y tế nước này cũng đặt ra ngưỡng tải lượng virus được xem là không lây nhiễm cho người bị mắc COVID-19 khi xét nghiệm PCR. Nếu lượng virus ở dưới mức này, người nhiễm có thể quay trở lại làm việc. Động thái này cho phép các nhân viên y tế, nhân viên xã hội và một số cảnh sát được đi làm ngay cả khi họ có kết quả dương tính, Reuters đưa tin. Hôm qua ngày 10 tháng 1, Cộng hòa Séc cho biết sẽ cho phép những nhân viên quan trọng như bác sĩ và giáo viên đi làm dù có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Séc là quốc gia châu Âu đầu tiên nới lỏng các hạn chế để duy trì hoạt động của các dịch vụ khi số ca mắc vẫn tăng cao. Khi biến thể Omicron dễ lây lan nhanh hơn trở nên chiếm ưu thế và buộc hàng trăm nghìn người phải cách ly, áp lực ngày càng tăng đối với nhân viên y tế, cảnh sát và lính cứu hỏa, giáo viên. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy biến thể Omicron ít có khả năng khiến các bệnh viện quá tải, đặc biệt là khi hầu hết mọi người đã được tiêm chủng. Cựu quan chức cấp cao Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các đại dịch không thể kết thúc bằng một đợt dịch bùng phát lớn mà bằng các đợt dịch nhỏ vì rất nhiều người đã bị nhiễm hoặc đã tiêm chủng. Sau Omicron, chúng ta không cần bận tâm đến bất cứ điều gì hơn ngoài những đợt lây nhiễm nhỏ. Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính CNBC ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương, ông Borla cho biết Pfizer đang nghiên cứu một loại vaccine phiên bản mới của mình. Phiên bản này có thể sẽ có hiệu quả chống lại Omicron, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không hiệu quả với các biến thể khác. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được cách thức bảo vệ tốt hơn đặc biệt là chống lại tình trạng nhiễm bệnh, bởi vì việc bảo vệ chống lại các trường hợp nhiễm bệnh và bệnh nặng với các loại vaccine hiện tại là hợp lý, miễn là mọi người đều tiêm liều thứ ba, loại vaccine đặc trị này sẽ sẵn sàng vào tháng 3 tới. Ông Borola đồng thời cho biết, trên thực tế, Pfizer đã bắt đầu sản xuất một số lượng vaccine đặc hiệu này do dù có rủi ro. Vì vậy, khi có nhu cầu, công ty sẽ có sẵn một lượng vaccine nhất định và hiện đang có nhiều thống đốc bang muốn xem xét loại vaccine đó ngay lập tức. Tuyên bố được giám đốc điều hành Pfizer đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 đều đang hướng tới một loại vaccine đặc trị Omicron. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế Mỹ cho rằng điều này có thể không cần thiết vì các loại vaccine hiện hành vẫn đủ khả năng bảo vệ trước các biến thể bao gồm Omicron. <laughs>